Cô bé người Anh Madeleine McCann đã bị mất tích khi vừa tròn 4 tuổi vào đúng ngày sinh nhật của mình. Tới hiện tại, cảnh sát vẫn không thể nắm bắt được nghi phạm. Các manh mối càng ngày càng trở mờ nhạt hơn. Dư luận nghi ngờ rằng chính cha mẹ của cô bé đã sát hại cô. Và những lời chỉ trích nữa về sự vô dụng của cảnh sát đã xuất hiện. Vậy mọi chuyện là như thế nào? Đây là Keith và Gary McCann cha mẹ ruột của cô bé Madeleine. Vào đầu tháng 5 năm 2007, bố mẹ cô bé sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi đã quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng tại thị trấn Rayla Dalot thuộc vùng Agave của Bồ Đào Nha. Mọi chuyện vẫn rất là ổn, chuyến đi thực sự là tuyệt vời. Vào tối ngày 3 tháng 5, Kate và Gary McCann, bố mẹ của Madeleine, cho biết rằng họ để Madeleine và các em nữa, đôi song sinh 2 tuổi, đi ngủ trong một căn hộ nghỉ dưỡng trong khi họ đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó Vợ chồng Mekken đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ Ở tại một khu nghỉ dưỡng tại Raidalalert, vùng Algarve Khi ăn uống từ ngôi nhà hàng này Họ nói rằng họ có thể nhìn thấy nóc nhà của căn hộ Nhưng không thể nhìn thấy được cửa ra vào Nếu cô bé tội nghiệp đang ở bên trong Kate và Gary đã không khóa cửa trượt phía sau căn hộ Vì nó chỉ có thể mở từ bên trong mà thôi Trong suốt giờ khi hai vợ chồng thưởng thức bữa tối thì cứ khoảng 30 phút Họ lại luôn phiên về căn hộ Để kiểm tra tình hình của các con Và 10 giờ khuya các nhận ra rằng con gái mất tích Cô hốt hoảng trở lại về phía nhà hàng và hét lớn lên Madeleine biến mất rồi Có kẻ bắt con bé đi rồi Và đây là hiện trường của vụ án Có đường dài cách xa khoảng 120 mét Mà cha mẹ của Madeleine nói rằng Họ thường xuyên đi ngang qua Để đi kiểm tra Madeleine Mất khoảng một phút nữa để đi từ quán Tabas tại Ocean Love, nơi Kate và Gary McKen đang tối cùng bạn bè tại đó để căn hộ mà con gái họ biến mất. Những bức ảnh cho thấy Gia đình phải đi bộ khoảng 120 mét để tới căn hộ nơi con gái họ đang ngủ. Vị trí đầu tiên là hồ bơi, một con đường khá là quen thuộc với gia đình của McKen và bảy người bạn của họ nữa đang ngồi quanh bàn ăn. Từ quán Tabas, họ chỉ có thể nhìn thấy phần trên của ban công căn hộ tầng trệt của gia đình McCain cách xa khoảng 70 m bên kia hồ bơi mà thôi. Một bức tường trắng khá to và bụi cây dày che khuất tầm nhìn nữa từ các bạn anh của bên hồ bơi. Để kiểm tra tất cả các em nhỏ đang ngủ trong phòng, đòi hỏi hai vợ chồng nhà Mekken phải đều đặn đi ngang qua lại giữa các căn hộ và một lối đi nữa uốn khúc gần như là kéo dài gấp đôi khoảng cách giữa quán bar và căn hộ của gia đình Mekken nữa. Vị trí thứ hai là cửa trước của căn hộ nghỉ dưỡng, đồng nghĩa với việc là một trong số những người bạn trong nhóm của gia đình này và đi từ quán bar rồi vòng quanh hồ bơi rồi ra ngoài qua cổng an ninh của Ocean Club một quãng đường khá là dài khoảng 60 mét Khi ra khỏi khuôn viên họ sẽ phải rẽ trái vào Rue Dr. Francisco Gentil Martin một con đường công cộng và đi thêm khoảng 60 mét nữa lên sốc qua một cái cổng cao khoảng 3 bước không thể khóa được lên một bậc cầu thang nữa và sau đó đi vào qua lối cửa sổ ở sân sau cái cửa sổ này dường như là lúc nào cũng trong tình trạng không bị khóa Vị trí thứ ba là gần nơi của căn hộ gia đình nhà Mekken. Căn hộ này không nằm bên trong khu vực của Mark Warner mà nằm ở góc của hai con đường. Khá là yên tĩnh vào thời điểm mà cô bé Madeleine mất tích. Nhưng mà bây giờ thì tài xe truyền hình và các phóng viên đã xuất hiện tại đây. Cửa trước của căn hộ nằm ở phía bên kia của tòa nhà so với quán Tabas trên đường đi vào của Ru Dr. Argentino da Silva. Đây cũng là cái cửa sổ xanh sau mà người lớn sẽ đi vào để kiểm tra con trẻ nhỏ đang ngủ trên một lối đi vào nữa vị trí thứ tư là cầu thang gần nhà có hai lối vào nhưng mà không có lối nào có thể nhìn thấy từ nhà hàng cả nơi jeremy đã ăn vào ngày 3 tháng 5 căn hộ này không thể được theo dõi từ quán tabas được khi Marilena biến mất là vào khoảng buổi tối và không ai trong nhóm của họ có thể nhìn thấy căn hộ cả nếu như có một người lạ hoặc ra hoặc vào khỏi căn hộ được rồi hãy quay trở lại trước khi cô bé Marilena biến mất nhé vào thứ năm ngày 3 tháng 5 là ngày gần cuối cùng của kỳ nghỉ của gia đình Trong lúc ăn sáng Marilena có hỏi Tại sao ba mẹ không đến phòng của con Khi anh trai và con khóc đêm qua Sau khi cô bé mất tích rồi Ba mẹ cô tự hỏi rằng Liệu điều này có phải là có ai đó Đã vào phòng ngủ của các con vào đêm đó hay không Mẹ cô cũng nhận ra một vết máu lớn Có màu nâu Trên áo ngủ của Marilena nữa Sau đó các thứ trẻ này Đã dành buổi sáng tại kit lớp của khu nghỉ Sau đó nữa cả gia đình của họ đang ăn trưa tại căn hộ trước khi đi đến hồ bơi. Kết chụp một bức ảnh cuối cùng được biết đến của Marilena lúc 2 giờ 30 phút chiều hôm đó. Cô bé ngồi bên cạnh hồ bơi, cạnh bố và em gái 2 tuổi. Các em trở lại kết lớp, sau đó lúc 6 giờ chiều, mẹ chúng đưa chúng quay trở về căn hộ. Trong khi bố của chúng đi học tennis, gia đình của McCain đưa các em đi ngủ vào khoảng 7 giờ tối. Marilena được đi ngủ trong bộ đồ ngủ màu hồng sọc trắng của Mark và Simsei bên cạnh là những bộ tranh êm ấm và một con thú bông mà cô yêu thích nữa, Kudo Cat. Vào lúc 8 giờ 30 phút tối, bà mẹ cô bé rời khu nhà để đi ăn tối với bạn bè tại nhà hàng ta bác ngoài trời của Ocean Love, nằm ở phía bên kia của hồ bơi. Cảnh hộ của họ cách nhà hàng khoảng 55 mét theo đường chim bay. Nhưng mà để đến nhà hàng, họ phải đi dọc thêm một con đường công cộng để đến cửa của khu nghỉ dưới Ocean Love. Rồi đi qua khu nghỉ nữa đến phía bên kia của hồ bơi Cách khoảng 82m để định của căn hộ có thể được nhìn thấy từ nhà hàng Tabas Nhưng mà không thấy cửa ra vào được Cửa kính cổng xanh sau chỉ có thể khóa từ bên trong Vì vậy sẽ là nhà McCann Đã để chúng đóng lại nhưng không khóa lại Và kéo rèm từ trước nữa Để họ có thể tự mình mở cửa đó Khi kiểm tra những đứa trẻ mà thôi Có một cái cổng an toàn dành cho trẻ em Ở bậc cầu thang từ xanh trước Và một cổng thấp ở dưới nữa Sẽ ra ngoài đường phố Nhà viên không nghỉ dưỡng để là một lời nhắn trong cuốn sổ tin nhắn tại khu vực tiếp tân của hồ bơi yêu cầu đặt cùng một bàn nhìn ra căn hộ cho gia đình nhà Mickey và bạn bè vào lúc 8 rưỡi tối trong khoảng 4 buổi cuối cùng cô kỳ nghỉ tin nhắn nói rằng những đứa trẻ của gia đình đang ngủ ở căn hộ Các tin rằng kẻ bắt cóc có thể đã thấy lời nhắn rồi gia đình của nhà Mickey và bạn bè của họ rời nhà hàng khoảng mỗi nửa giờ để kiểm tra những đứa trẻ Gary Thực hiện lần kiểm tra đầu tiên của căn hộ vào khoảng 9 giờ 5 phút tối Các em đang ngủ và mọi thứ đều ổn cả Ngoài trừ việc anh nhớ rõ ràng Mình chỉ để cửa phòng ngủ của trẻ em mở hở ra một chút mà thôi Và bây giờ thì nó đang mở ra gần như toan hoang ra vậy Anh đã cái nó đóng lại trước khi quay trở lại nhà hàng để ăn tối Cô vợ là khác để kiểm tra đứa trẻ vào lúc 9 giờ 30 phút tối Nhưng Matthew O'Field, một người bạn của họ trong nhà hàng The Big Seven đã lần là nghỉ làm việc đó thay cho cô khi anh cũng vợ đi kiểm tra con của mình trong căn hộ kế bên nhà của Mickens Anh nhận thấy rằng cửa phòng ngủ của gia đình nhà Mickens đang mở toang toát, nhưng mà sau khi không nghe thấy tiếng ồn gì cả, anh rời khỏi khu nhà mà không nhìn xa vào bên trong phòng ngủ để thấy em Magdalena có còn ở đó hay không. Anh không nhớ được cửa sổ phòng ngủ và cánh cửa ngoại vi của nó có mở cửa hay không tại thời điểm đó. Sớm trong quá trình điều tra, cảnh sát Bồ Đào Nha cũng đã buộc tội Oakville liên quan tới vụ này vì anh đã tự nguyện đi kiểm tra Họ cho rằng anh đã đưa Madeleine cho ai đó qua cửa sổ phòng ngủ. Khi kiểm tra căn hộ của mình vào khoảng 10 giờ tối, cảnh sát nói vào năm 2013 rằng Madeleine có lẽ đã bị mang đi ngay trước đó rồi. Các nhớ rằng khi bước vào căn hộ thông qua cửa kính tại cửa sổ không khóa ở phía sau và nhận ra rằng cửa phòng ngủ của đứa trẻ đang mở toàn ra. Khi cô cố đóng cửa, cánh cửa đập mạnh vào như có một luồng gió vậy. Lúc đó, Cô lấy cửa sổ phòng ngủ và cánh cửa sổ ngoại vi của nó đều mở ra Con mèo búp bê của Madeleine và chanh nữa vẫn còn trên giường Nhưng cô bé đã mất tích rồi Sau khi tìm kiếm ngắn gọn trong căn hộ Cách chạy về phía nhà hàng và hét lên Madeleine biến mất rồi Ai đã đưa cô ấy đi rồi Gary gọi Matthew Ophiel Đi hỏi bàn lấy tên của khu nghỉ mát để gọi cảnh sát Vào lúc 10 giờ 30 phút tối Khu nghỉ mát này Đã kết hoạt ra rất tìm kiếm trẻ em mất tích của mình 60 nhân viên và những khách hàng khác nữa đã tìm kiếm đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Ban đầu họ cho rằng Madeleine đã bị lạc mất. Một trong số họ nói với báo chí rằng từ một đầu của Radar lớn đến đầu bên kia, khắp nơi để có thể nghe được tiếng người gọi cô bé Madeleine. Theo góc nhìn của Jane Taylor, một trong số những khách hàng khác tại Tavis Seven có nói rằng về việc mình nhìn thấy một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ vào đêm đó trở thành một phần quan trọng của cuộc điều tra Tanner đã rời khỏi nhà hàng ngay sau khoảng 9 giờ tối để kiểm tra con gái của mình. và đi ngang qua Gary trên con đường rua Dr. rasico kể Mantis khi anh ta quay trở lại nhà hàng từ lần kiểm tra 9 giờ 5 phút của mình. Anh ta đã dừng lại để trò chuyện với một người đàn ông khác nữa là một du khách người Anh. Nhưng cả người đàn ông đó đều nói rằng đều không nhớ đã thấy Tanner. Điều này làm bối rối cảnh sát bồ đào nha vì con đường rất là hẹp và dẫn họ đến một cáo buộc rằng ta nơi đã bị truyền khi nói rằng mình nhìn thấy người đàn ông lạ kia. Ta nơi nói với cảnh sát rằng vào khoảng 9 giờ 15, cô ấy nhận ra một người đàn ông nữa đang ôm một đứa trẻ đi ngang qua giao lộ của Ru Dr. Francisco Gentilmantis nữa và Ru Dr. Argentino da ngay trước mặt của cô. Anh ta cách không xa phòng ngủ của Madeleine đã hướng về phía đông đi xa khỏi mặt trước căn hộ. Trong những ngày đầu của cuộc điều tra, hướng đi của anh ta được cho là quan trọng vì anh ta đã đi về phía nhà của Robert Murat Một người đàn ông khác nữa 33 tuổi Người gốc Anh, Bồ Đào Nha sống tại gần đó Và anh ta nghiễm nhiên là một nghi phạm đầu tiên của vụ án này Đứa trẻ trong vòng tay của người đàn ông kia mặc đồ ngủ màu hồng nhạt Với hoa văn và gấu quần Tương tự như của Madeline Ta nơi mô tả người đàn ông kia là một người da trắng Tóc đen Cao khoảng 1m7 Về ngoài giống như người châu Âu hoặc địa trung hải 35-40 tuổi mặc quần màu vàng, hoặc be và áo khoác đen Cô nói với anh ta rằng anh ta không giống như là một du khách trò lắm Theo Kate Tanner đã truyền thông tin này cho đội cảnh sát Bồ Đào Nha ngay sau khi Madeleine bị báo mất tích Nhưng họ không nói chuyện này với truyền thông cho đến ngày 25 tháng 5 Quỹ của Madeleine thôi một nghệ sĩ pháp y để tạo ra hình ảnh của một người đàn ông được phát hành vào tháng 10 năm 2007 Vào tháng 10 năm 2013 có người nói rằng xác định được một du khách người Anh là người mà Tanner đã thấy Anh ta trở về nhà từ căn hộ sau khi đón con gái từ khu trẻ em tại khu vui chơi tại Ocean Love Anh ta cũng đã chụp ảnh người đàn ông mặc quần áo giống như hoặc tương tự như những diện anh ta mặc vào đêm đó và đứng trong tư thế giống như là Tanner đã báo cáo Đội ngũ mà con gái anh ta mặc cũng khớp với báo cáo của Tanner Thanh trai cảnh sát trưởng Andy Redwood nói rằng họ gần như chắc chắn rằng vì nói mình thấy nghi phạm Hầu như không liên quan gì cả đến vụ bắt cóc Sự bác bỏ của việc nhìn thấy Tanner Như là một điểm quan trọng trong vòng thời gian Đã cho các nhà điều tra tập trung vào một lần tầm nhìn khác nữa Về một người đàn ông Đã ôm một đứa trẻ khác Vào đêm mà Madeleine biến mất Được báo cáo cho cảnh sát Bồ Đào Nha vào ngày 26 tháng 5 Năm 2007 Bởi Martin và Mary Smith Hai người đã đến Rydal Alert nghỉ mát từ Ireland có vợ chồng nhà Smith Nhìn thấy người đàn ông kia vào khoảng 10 giờ tối Trên rùa đảo Escola Arimania, Các căn hộ của gia đình Mexican khoảng 500 shot Đi ra khỏi Ocean Love Và hướng về rùa 25 de Abril Và bãi biển nữa Trên tay của anh ta Ôm một cô bé khoảng 3-4 tuổi Cô bé có mái tóc và da trắng Mặc đồ ngủ màu sáng và đi chân trần Người đàn ông khoảng 35 tuổi Cao từ 1m75 đến 1m8 Tóc sáng mạnh ma nhìn rất bình thường Tóc nâu ngắn Mặc quần màu kem hoặc be theo Smith, anh ta không trông giống như là du khách và dường như cái rất cực kỳ khó chịu khi ôm đứa trẻ. Hai vợ chồng nhà Mitch Kahn cũng đang nghi phạm tình nghi nữa, vì có nhiều giả thuyết cho rằng khi người vợ về nhà kiểm tra con gái của mình đã vô tình khiến con mình bị ngã chết, sau đó nhằm để thoát tội, hai người đã giấu sát con của mình và báo án. Bằng chứng là cảnh sát tìm thấy một vết máu trên xe của hai vợ chồng họ. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại không có đủ bằng chứng để kết tội hai vợ chồng được thả ra và tới hiện tại đây vẫn là một vụ án bí mật kỳ lạ và cực kỳ hiếm gặp trong lịch sử của nhân loại